trở lại với kênh YouTube của Điện máy Nissan. Trong video ngày hôm nay thì Nissan sẽ giới thiệu cho các bạn những mẫu tủ xe bát công nghiệp, giải pháp tốt nhất cho công việc xe bát chén số lượng lớn hàng ngày trong các căng tin, nhà hàng, khách sạn và bếp ăn công nghiệp hiện nay. Bởi vì không chỉ làm khô bát đĩa nhanh chóng đâu, mà tủ xe bát còn có khả năng khử mùi, diệt khuẩn hiệu quả. Không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ hãy cùng với Nissan khám phá xem thiết bị này có gì đặc biệt nhé. Hiện nay thì Nissan cung cấp tủ xe bát với các dòng 1 buồng, 2 buồng và 3 buồng. Trong đó thì dòng tủ xe bát công nghiệp 1 buồng Nissan cung cấp có 2 mẫu là 321 buồng và 521 buồng. Các mẫu này thì đều có thiết kế và tính năng giống nhau, chỉ khác nhau về số khay, kích thước và công suất, sản lượng xe bát cho một mẻ. Tùy với nhu cầu về mức năng suất cũng như là không gian diện tích mà bạn có thể chọn cho mình loại tủ xe bát phù hợp nhất. Tủ xe bát công nghiệp còn được gọi với rất nhiều những cái tên khác nhau, ví dụ như là tủ xe bát chén này hay là tủ xe bát đĩa, bởi vì đây là thiết bị chuyên dùng để sấy khô các loại bát đĩa này, chén và đũa, thìa cũng như là một số vật dụng khác. Các loại tủ xe bát đĩa của Nissan đều có thiết kế kiểu dáng công nghiệp hình hộp chữ nhật đơn giản, thế nhưng mà rất là đẹp mắt và gọn gàng, thiên về chiều cao. Nhờ đó mà cũng phần nào giúp giảm không gian diện tích chiếm chỗ trong căn bếp của bạn. Mỗi loại tủ thì đều có kích cỡ cụ thể khác nhau. Ví dụ như là chiếc tủ xe bát 321 buồng thì sẽ có kích cỡ là 48, 56 và 100 cm. Tủ xe bát 521 buồng thì có kích cỡ là 56, 48 và bên cạnh đó là 180 cm. Tủ xe bát 522 buồng thì có kích cỡ là 120, 48 và 180 cm. Toàn bộ phần khung thân tủ được làm bằng chất liệu inox cao cấp, sáng bóng và chịu nhiệt tốt, hạn chế được han rỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tủ xe bát của Nissan có nguyên lý hoạt động đơn giản, đó chính là sử dụng sức nóng của hệ thống đèn halogen để giảm nhiệt sấy khô bát đĩa. Bên cạnh đó thì tủ còn có thêm một đèn UV giúp kháng khuẩn và khử mùi nhanh chóng. Sử dụng chiếc tủ xe bát công nghiệp này thì bạn có thể sấy được từ 100 đến 1.500 chiếc bát đĩa trên một mẻ, tùy vào từng loại tủ giấy. Trong thời gian ngắn chỉ từ 10 đến 60 phút, tùy vào nhu cầu. Mức năng suất này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của bất kỳ gia đình nào. Ngoài tiết kiệm thời gian thì tủ giấy bát còn giúp tiết kiệm chi phí khi chỉ mất vốn đầu tư ban đầu trong một chiếc tủ sử dụng trên dưới 10 năm mà không tốn nhiều chi phí thuê nhân công chỉ để lau bát hàng tháng. Nhìn chung thì dù khác nhau về kích cỡ cũng như là số buồng, thế nhưng mà tủ giấy bát đều được cấu thành bởi các bộ phận sau đây: khung thân tủ, cánh cửa, khoang giấy, khay giá để bát đĩa, bóng đèn sấy, bóng đèn sáng, bảng điều khiển, chân đế. Như bạn có thể thấy thì đầu tiên đó chính là cửa tủ sẽ có khoang kính trong suốt, chịu nhiệt, vừa tăng tính thẩm mỹ mà vừa giúp người dùng dễ dàng quan sát toàn bộ diễn biến xe bát bên trong. Bên trong tủ là các khay chứa bát bằng inox cao cấp, mỗi khay có thể chứa được khoảng từ 36 chiếc bát con hoặc là 30 chiếc bát tô. Nếu như bạn xây đĩa thì một khay có thể chứa tới 100 chiếc đĩa. Tủ xe bát chén công nghiệp Nissan có hai chế độ, đó chính là sấy khô bằng đèn halogen và bên cạnh đó là khử mùi diệt khuẩn bằng đèn UV. Bạn có thể sử dụng riêng từng chế độ hoặc là kết hợp đồng thời cả hai chế độ cùng lúc rất tiện lợi. Hệ thống điều khiển được lắp đặt ở phía trên tủ rất trực quan, dễ dàng sử dụng, bao gồm một nút cài đặt thời gian và hai đèn báo sáng. Bạn chỉ cần xếp bát vào các giá bên trong tủ và sau đó thì cài đặt thời gian sấy và có thể đi làm những công việc khác mà không cần phải tốn thời gian canh chừng nữa. Tủ sấy ở nhiệt độ từ 65 đến 70 độ C sẽ giúp bát đĩa được sấy khô nhanh chóng, đồng thời được tiêu diệt được tới 99% các loại vi khuẩn có hại như là corona này hay là H5N1, trứng run sán. Phải nói rằng đây là một giải nhiệt lý tưởng, bát đĩa sẽ được sấy khô đảm bảo vệ sinh mà không gây nứt vỡ ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng. Có thể thấy là hệ điều khiển của tủ sấy bát công nghiệp khá đơn giản đến mức nào, chính vì thế mà cách sử dụng chúng cũng không hề phức tạp. Và ngay sau đây thì Nissan sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng hiệu quả tủ sấy bát nhất nhé. Bước 1, cho bát đũa cần sấy vào bên trong tủ, chú ý là bạn nên để bát úp hoặc là nghiêng cho ráo nước. Bước 2, kết nối máy với nguồn điện. Bước 3, cài đặt thời gian phù hợp trong khoảng từ 20 đến 50 phút. Sau đó thì tủ sẽ tự động vận hành, hết thời gian thì tủ sẽ tự động ngắt. Bước 5, lấy bát đũa sau khi được sấy xong và tắt máy. Trong quá trình sử dụng tủ sấy bát đũa thì các bạn nên lưu ý để tủ ở những nơi khô, thoáng mát, sạch sẽ và bằng phẳng. Vệ sinh tủ sạch sẽ đúng định kỳ. Nhìn chung thì tủ giấy bát công nghiệp của Nissan với thiết kế đẹp cùng với nhiều tính năng hiện đại hoàn toàn phù hợp với các bếp ăn công nghiệp, căng tin trường học hay là bệnh viện. Các chủ cơ sở hãy nhanh chóng xuất sản phẩm này về để phục vụ cho cơ sở chế biến của mình nhé. Ngoài sản phẩm tủ giấy bát chén công nghiệp thì Nissan cũng cung cấp thêm các sản phẩm liên quan khác như tủ nấu cơm, bếp chiên công nghiệp, máy thái thịt, nồi nấu canh. Các bạn có thể tham khảo đầu tư thêm các sản phẩm trên để hỗ trợ công nghiệp chế biến kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Khi mua sản phẩm tủ giấy bát chén công nghiệp tại Điện máy Nissan, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi.
ưu đãi giảm giá lên tới 20% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng, bảo hành 1 năm phần điện và 3 năm các mối hàn inox, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên, hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển nội thành các chi nhánh, hỗ trợ tìm nhà xe. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay gọi ngay đến số hotline trên màn hình 0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì các bạn hãy truy cập vào trang web dietbanhusan.com để có thể tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như yêu thích video này thì nhớ nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.